Anh em 313 tuy có vắng một số người nhưng mà có những thành phần chủ đạo ở đây để mà mừng cho sinh nhật của bạn DKL, tức là Đoàn Kim Long. Vâng. Nhân năm nay là 20 tuổi. 20 tuổi, 20 tuổi. Đoàn Kim Long, ngôi sao cải lương trong một trời nhạc rap. Và đây là Đế biết nào con cả đó. Không, mày cover con này này mới đúng nè, mày chim cứu con cả đó. Đó. Xong rồi lẹ Now, lẹ Mid-tillision. Cái lồ má mày. Sau đây là nghi thức thổi làm lễ. Thổi diêm. Nghĩa Phật lên thổi liền qua. Thổi. Yeah. Anh em cầm ly đi. Vô. Vô lộ má cầm ly quất. Mèo. Ly đâu? Tèo. Một. Hai. Ba. Vô. Rồi. Chút nữa quay khúc cuối cho.